Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới vào ngày hôm qua cho biết, đợt bùng phát Ebola ở Tây Phi nguy hiểm như thời chiến và cần ít nhất nửa năm để có thể kiểm soát được dịch bệnh này. Đây là dự báo được Chủ tịch Tổ chức Phi Chính phủ Bác sĩ Không Biên Giới bà Jean Liu đưa ra vào ngày 15 tháng 8 tại Geneva, Thụy Sĩ. Bà Liu thừa nhận hiện diễn biến dịch đang xấu đi nhanh hơn khả năng mà chúng ta có thể đối phó. Theo tổ chức này, cần quan tâm chủ yếu đến Liberia, nơi chỉ trong 2 ngày, từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 8, đã có 71 ca lây nhiễm mới, 32 người nhiễm bệnh trước đó đã tử vong. Các chuyên gia đặc biệt quan ngại là với các đợt dịch trước xảy ra tại các ngôi làng nhỏ, hiện virus đã xâm nhập vào các thành phố lớn, trước tiên là thủ đô Conakry của Guinea và giờ đây là thủ đô Monrovia của Liberia. Theo số liệu mới nhất từ WHO, hiện đã có 1.975 người nhiễm bệnh, trong đó có 1.069 người chết.